Đây. Vịnh Cam Ranh, toàn cảnh vịnh Cam Ranh nhìn từ Hải Đăng Bình Hưng. Đấy. Ở đằng xa kia là bán đảo Cam Ranh, còn phía gần hơn một tí là đảo Bình Ba, nằm ăn ngự ngay cửa vịnh Cam Ranh. Còn sau con kia là vịnh Cam Ranh, căn cứ quân sự Cam Ranh. Còn khu vực này là đảo chúa Đông Thuận. Bình Hưng thì